Sao vâng, em lại xin mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh của Chu Su Audio Bắc Giang. Hôm nay ngày 10 tháng 8 năm 2024, em lại tiếp tục soạn được một bộ mic Beyer 7K890 để lên sóng trực tiếp với tất cả các bác đây. Đó thì các bác đang nhìn trên màn nhỏ đây rồi, một bộ mic hàng thửa rất đẹp luôn các bạn. Bộ này thì phải nói là các bác phải gọi là nhìn phát là ưng luôn từ cái nhìn đầu tiên rồi. Đấy. Một bộ K890 hàng thửa độc lạ luôn. Tay đúc nguyên khối, hàng này thì em bán cũng khá là nhiều rồi nhưng không phải nhiều lắm, bởi vì là cái dòng này nó cũng không có nhiều. Tay này là tay đúc các bác nhá, tay đúc nặng như chì luôn. Con này thì nó nặng gấp đôi vỏ tay titan da cá. Đấy. Và nó rất là dày các bác, rất là dày, nó đúc nguyên khối. Và đặc biệt là nó là sơn chống xước, chống bám vân tay. Các bác cầm đây xong nhìn nó vẫn sáng bóng này các bác ơi. Nó rất là đẹp. Màu đồng từ dọ, màu vàng đồng từ dọ cho đến là chân tay các thứ nhá. Ở bên dưới này nó có chống sốc bằng cao su các bác nhé, nhưng mà bọn em vẫn cho thêm chống sốc bên ngoài này vào để cho nó đảm bảo an toàn và đẹp. Về mặt mũi và hình thức thì các bác có thể nhìn thấy là nó đẹp từ cái lắp lưng cho đến là đây, nó có một cái vết sức nhẹ nhẹ đây này, các bác nhìn không nhìn thấy, nói chung là nhìn rất là mờ thôi. Đây. Anh em nhìn kỹ thì thấy là có một vết sức mờ mờ ở đây thôi. Đấy, các bác nhé, phải nói là rất đẹp luôn. Ok chưa các bác, đấy soi trên ánh điện luôn này các bác. Các bác nhìn nghiêng mà không thấy xước thì phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, đầu thu, đầu trước các thứ này. Con này nó sơn kiểu ánh kim rất là đẹp luôn. Nó sơn kiểu ánh kim rất là đẹp, kiểu như kim tuyến đấy các bác. Nó kiểu như đính kim tuyến vào. Nó giống như cái bộ trắng trắng hôm qua của em đó. Đây nó giống như cái bộ trắng trắng K7 này này. Nó cũng có một cái chút cái ánh kim tuyến vào các bạn. Đấy, nước sơn của nó các bác nhìn nghiêng nó có một cái ánh kim tuyến này. Đấy, màu trắng này cũng có này. Con này màu vàng đồng. Nó giống như là gần như là giống như màu tay, gần như tương đồng các bạn. Nó không giống 100% nhưng mà nó làm cũng tương đồng, giống với cái tay này. Rất là đẹp luôn các bạn. Đây. Đây các bác nhìn nhá, đồng cả bên dưới nó cũng đẹp này. Đấy, chân đế cao su cái thứ còn đầy đủ nhá. Đây nó có một vết sức nhẹ một tí ở đây, đúng bằng đầu tăm. Đấy, phải nói cái lỗ bộ này phải nói là đẹp. Quá đẹp luôn. Đấy. Đằng sau thì có rắc ca lông, rắc 6 ly các thứ đầy đủ và nói chung là vẫn tất cả nó đều đẹp, không có xước sát gì cả. Đây. Góc cạnh đều không có xước sát gì các bạn, rất là đẹp luôn. Bộ này thì phải nói là mê ly luôn. Đấy, hàng tuyển chọn cho các bác rồi, các bác chơi thì quá là ok luôn. Đấy, con này đều vẫn ở đời cao, hộp sóng to, có chữ ký đầy đủ hai bên các bác nhé, có chữ ký đầy đủ hai bên. Con này thì không có lắp chụp thôi, còn nó là bản hộp sóng to các bác nhé. Rắc ca lông, rắc 6 ly đầy đủ và em có thể soi trên ánh điện cho các bác này, nhìn còn linh kiện này, nó đẹp như mới luôn các bạn. Đó, ok chưa các bác? Đấy. Đấy. Đẹp long lanh luôn các bạn. Đấy, từ trong ra ngoài luôn các bác nhá. Con này thì sử dụng củ K8 màu hồng, đặc trưng của dòng K890. Đấy. Đặc trưng của dòng K890 các bác nhá. Đây. Củ hồng K8, đặc trưng của K890. Và em cam kết zin xịn không zin không xịn, các bác cứ đập mic luôn cho em các bác nhá. Ok chưa? Con này thì cả bên trong đây các bạn. Đây, cả bên trong đây các bạn. Đây nó vẫn còn cái giấy để đánh dấu số phòng ở bên kia. Đấy, các bác nhìn này. Tem cả mặt trên cả mặt dưới các bác nhá. Con này là tần ở chỗ này là tem tần số nhưng mà nó dán cái dấu bên kia, họ dán cái dấu số phòng ở đây thì các bác về thì các bác thích thì bỏ nó đi, còn không thì em vẫn để nguyên này để cho nó nguyên bản. Đấy. Bên kia về như nào em bán nguyên như thế, chân pin các thứ này em bao không gãy chân pin các bác nhá. Đây. Em bao cho các bác là không gãy chân pin các bác nhá. Chân pin các thứ, lấy pin các thứ là đầy đủ, chân pin là sáng long lanh cho các bác về sẵn dùng. Ok chưa? Đấy, hàng nhà em thì cam kết cho anh em là zin nguyên bản. Zin nguyên bản cho các bác. Đấy. Các bác mà mua bộ mic này thì không phải suy nghĩ gì cả, quá đẹp và quá chất rồi. Và bộ mic này thì em xin phép được bán cho bác giá là 2.500.000. Bộ này anh em nhận hàng được phép thử hàng, test hàng trước khi thanh toán. Và đặc biệt thì em vẫn tặng cho bác đầy đủ phụ kiện, một bộ pin sạc như thế này nhá, tai bắt tủ máy thì đầy đủ nhá. Một bộ pin sạc 3.300 mAh, sạc 4 cổng dẫn ngắt, có màn hình báo pin. Đấy. Và tặng cho bác thêm một túi đựng mic như thế này nữa các bác nhá. Một cái túi đựng mic như thế này nữa. Ok chưa? Đấy. Bác nào mà chốt bộ mic này thì các bác nhanh tay các bác nhé, chỉ có một bộ duy nhất này thôi, có một bộ duy nhất này thôi. Thế còn đợt tới này hàng của em vẫn còn đang về, tiếp tục về thì sau này có thêm thì bọn em lại lên sau. Thế còn hiện tại lô này có một bộ K890 thôi, còn lại toàn 790A thôi. Như 790A em sẽ lên tiếp, chiều nay em sẽ lên sóng tiếp cho các bác sau. Nhưng mà trước tiên là cái bộ này, bác nào chốt thì liên hệ cho em luôn, bởi bộ này nó quá là đẹp rồi, không có điểm gì để chê luôn các bác nhé. Và em xin phép alo thử tiếng mic cho các bác này, cả hai tay luôn nhá, tự ngắt gia tốc đầy đủ, bởi vì đời K890 này tay đuôi chuột này thì không có cái nào nó không có gia tốc các bác nhá. Đây em alo thử từng mic, trước tiên test gia tốc cho các bác luôn này. Đấy, ok nhá, đây là tay này. Đấy, mic vẫn hoạt động này. Đấy, các bác nhá. Đấy. Đấy. Các bác nhá. Đấy. Nó bị hết pin. Em thay pin các bác nhá.
hết pin, cho nên là hết pin đột ngột nó hay phát ra một cái tiếng nổ các bác nhá. Tiếng nổ nhẹ thôi, không sợ đâu. Hết pin đột ngột thì nó phát ra một cái tiếng nổ nhẹ thôi, không sợ đâu các bác nhá. Đây em lắp pin khác vào. Đây, pin đầy này các bác này. Đấy, các bác an tâm nhá. Đấy, ok chưa? Mic vẫn đang hoạt động này. Đấy, tự ngắt gia tốc đầy đủ các bác nhá. Ok chưa các bác? Tay thứ hai này. Đấy. Đấy. Mic vẫn đang hoạt động. Đấy. Riêng củ K8 này không ngưng các bác cứ giả lại cho em. Riêng củ K8 và đặc biệt là lắp trên dòng mic Bio K890 không ngưng các bác cứ giả lại cho em. Tiếng bao hát hay hát nhẹ, giảm rú rít cực kỳ là tốt luôn. Và các bác luôn luôn thấy em ngồi rất là gần loa, luôn luôn ngồi trước cái loa full này. Các bác nghe tiếng mic nó phải nói nó quá xịn sò rồi đúng không các bác? Đấy, bác nào mà chốt bộ mic này thì các bác alo cho em nhá. Các bác alo cho em. Số điện thoại của em là 0378 030 730 hoặc 0345 220 5586. Anh em có thể đến tại cửa hàng của em tại Sấm Chùa, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang để mua hàng các bác nhé. Bộ này thì hiện tại bây giờ chỉ có một bộ thôi và bao full phụ kiện cho anh em, giá là 2.500.000 bao ship, bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 cho anh em các bác nhá. Rồi ok, em xin được dừng video tại đây ạ. Các bác mua hàng cứ alo hoặc là kết nối Zalo cho em nhé các bác nhé. Các bác đừng quên tặng cho em Du xin một lúc like, và bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký kênh. Các bác bấm luôn nút chuông để theo dõi cập nhật các cái video sớm của bên em các bác nhé. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.